quay à. Hôm nay là bắt đầu đến ngày mua sắm rồi, với tốc độ mua thế này thì cũng thành phố Vinh cũng đã ngốt cây rất là nhiều. Cái nào bán đấy anh? Cái ní? Mấy tiền đấy? 3,2 triệu anh. À. Cây lúc nãy thì bán rồi. Hôm nay là đến ngày 23 thì ngày 24 rồi, còn mấy hôm nữa thôi. Chúng ta hãy khẩn trương đi mà mua sắm cho mình những cây bưởi đẹp nhé. Mua được cây mua chưa chị? Hả? Mua được cây mua chưa? Mua rồi, ít tiền thì cũng phải mấy triệu chứ. Dạ. Đây lại có những cây cam này, quả cũng rất là nhiều. Những cái cây cam này ở đây thì đang được chào bán 3,5 triệu hoặc 4 triệu nhé. Đặc biệt là đây lại có những quả bưởi hồ lô, nhìn rất là đẹp, quả rất là nhiều đều, quả bặn ngược trên chậu luôn. Đấy, cái trong kia nữa. Đến ở chỗ ngã năm này thì đối diện với Bảo Việt Nhân Thọ này có rất nhiều mặt hàng để chúng ta độc lạ để chúng ta lựa chọn nhé. Những cây bưởi này là giá dao động khoảng tầm 2 triệu đến 2,5 triệu. Tốc độ mua bán này thì cũng hôm nay thì bắt đầu đa số là đi sắm Tết rồi các bạn nhé. Quả bưởi được sắp sẽ giống như kiểu hồ lô. Đây là karaoke trung tâm thực hiện lớn nhất thành phố Vinh này, chưa khai trương. Thì bên quê kia thì những cây quất to nữa cũng rất là nhiều. Đây chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn. Tốc độ mua sắm kiểu này thì thành phố Vinh thì cũng đã ngốt cây đi rất là nhiều. Xe người mua bán tấp nập. Ở đây thì chợ Hoa Lan, những người mua bán thì chưa bao giờ từng được mua cả một năm rồi, bây giờ chìm cho mình những chậu lan đẹp. Hôm nay thì được mọi người đi sắm đào Tết cũng rất là nhiều. Lúc nãy chúng ta xem vườn bưởi ở bên kia nhé. Ở bên này đường thì đào, ở bên kia thì bưởi. Trung tâm sự kiện nó lớn nằm ở bên kia nhé. Những cây đào, những cành đào để ra ngoài thì là của khách rồi.
đang được bó lại cho gọn để chuyển đế cho khách. Khách hàng thì bằng sức lựa chọn. Bố con cùng nhau đi sắm đào Tết đây. Một cụ ông thì đang chọn cho mình một cái cây. Những cuộc mặc cả mua bán đang chọn cho mình những cây ưng ý ở trong kia. Mình ở ngoài Bắc vào anh. Ở Ninh Bình. Ở hoa này to, nhiều cánh. Anh bán được nhiều chưa anh? Tình hình là khả năng dự báo là cháy đào đấy. Rất sôi động và nhộn nhịp. Đấy, khách lại chọn cho mình được những cây đào rồi. Cây đẹp. Rồi, 500 đã xong một cây đào đẹp. Lại mua được đào, lại vui vẻ rồi. Một chậu lan khá là đẹp, phổ điểm. Đang được vận chuyển đi cho khách. Khách thì vào ra mua bán thì tấp nập hoa rất là nhiều. Tốc độ này thành phố Vinh chắc là hết cây rồi. Hôm nay thì đúng ra thì mới ngày đầu tập trung để đi mua sắm Tết. Lại một anh lại mua được cành đào. Đây là khu chợ Bình Dân tấp nập nhất. Mỗi người ra đây thì người ta bán 1-2 cành đào thôi, bán theo kiểu cầu may. Toàn là thanh niên bán đào rất là đẹp. Ở đây là đối diện trung tâm Viettel của thành phố Vinh. Bên kia là BBQ nướng của chợ đào này là vui nhất và tấp nập nhất này, dành cho những người bình dân thôi. Đến đây coi như là không khí đã là không khí Tết rồi. Đúng không? Mọi người thì cũng vùng ven thành phố, mọi người thì cũng chặt cho mình một cành đào đi bán kiếm đôi đồng, lại sắm tấm quà, tấm bánh, quần áo cho trẻ con. Ở phía này thì của đào của anh Phong đang được vận chuyển đi cho khách rất là nhiều này. Hai cây. Hôm trước đào của anh Phong ở đoạn này thì rất là nhiều, nhưng mà hôm nay thì cũng lại ngớt đi rồi.
cây đang được vận chuyển đi, hoa rất là đẹp, được chặng rất là kỹ. Cột đây, trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật số 1 Nghệ An. Đây, đang tìm cho mình những cành đào đẹp đây. Anh Phong hôm trước rất là nhiều là các mô đất của đào đã khách đã lấy đi hết rồi này. Các mô đất đấy. Đang chấm cây cũng một cây khá đẹp, cây tam đa. Các bác ạ, người lớn đi sắm đào cũng giống như kiểu ngày bé đi chợ Tết thôi. Hiện nay theo thông tin chúng tôi mới cập nhật được thì một số anh em báo về thì là anh Phong là người bán được nhiều đào nhất, trên 100 cây đào, nhưng bây giờ chỉ còn lại tầm 20 gốc nữa. Xin được chúc mừng anh Phong vì đào anh ấy rất là đẹp nhé. Anh kia vào đánh dấu cây của mình. Phía bên kia cái cành đào đá, mấy cành đào đá hôm trước cũng bán được rất là nhiều rồi kìa. Hôm trước nhiều lắm mà hôm nay cũng cạn đi rồi. Chỗ này, chỗ bệnh viện tai mũi họng này hôm trước cũng là nhiều đào lắm này, nhưng hôm nay chỉ còn lại 5 cành. Đúng rồi, 5 cành nữa. Nói chung mới có ngày 24 Tết mà đã tốc độ đào đã tiêu thụ nhiều như thế này rồi thì cũng những người bán đào thì cũng chắc chắn là có một cái Tết sum vầy đầm ấm, có thu nhập. Đấy, lại đào lại vận chuyển đi đấy. Ở trong này thì mai quận xe biển xanh biển trắng cũng đang đi sắm rất là nhiều. Mỗi người ở khu biệt thự liền kề này lại mỗi người lại bán một cành này. Đấy, khu chợ rất là bình dân, dành cho những người cũng muốn tìm cho mình một cành đào để trưng Tết. Cũng hoa rất là đẹp nhưng mà nó vừa tiền. Khách khứa thì mùa tập nập. Tôi thì cũng không liên quan gì ai, cứ ai đến mua thì tôi cũng xúi cho người bán hàng là bán đấy, đôi bên đều vui vẻ, đều mua được cây. Đó, đưa cây lên đi, bán đi. Mua bán được cây thì ai cũng vui. Khu bên này thì bây giờ khách cũng đang rất là đông này. Ở khu bên kia nữa. Bên vườn của anh Thành Công đây thì cũng
đã ngớt rất là nhiều đào rồi. Trước là ở trong kia, thâu vào trong kia rất là nhiều, nhưng mà bữa nay cũng đã vơi đi rất là nhiều. Thành phố Vinh bây giờ đào cũng còn rất là ít chứ cũng không nhiều nữa đâu các bác ạ. Bữa trước thì rất là nhiều nhưng hôm nay lại ngớt đi rồi. Không biết còn mấy ngày Tết nữa không biết còn ai vận chuyển đào về nữa hay không. Ở đây cũng còn một số các bác này. Hôm trước thì nó qua mãi bên này đỏ bên kia. Hôm trước em có làm clip rồi đấy. Thôi clip cũng dài dài rồi. Em xin kết thúc những không khí nhộn nhịp đi mua đào Tết, sắm đào Tết và những cây cảnh dành cho trang trí đón xuân đến đây là kết thúc các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Các bạn nhớ like, share và chia sẻ kênh, đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận lại những clip mới nhất các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.